Màn trình diễn mới đây nhất của Blackpink nhận được sự hưởng ứng nồng nhiệt từ người hâm mộ. Tiếp nối The Late Show with Stephen Colbert hôm 12 tháng 2, Blackpink tiếp tục xuất hiện trên một show truyền hình khác của Mỹ mang tên Good Morning America. Tại đây, các cô gái nhà YG đã đem đến cho khán giả Mỹ bản hit Deduzu Deduzu trong sự hò reo của người hâm mộ tại trường quay. Được biết sau khi kết thúc ghi hình cho Good Morning America, Blackpink xuất hiện tiếp nối trên một chương trình khác là Johan and Sarah. Tại đây, nhóm biểu diễn bản hit thứ hai là Forever Young. Mặc dù màn trình diễn Forever Young đến tận hôm 15 tháng 2 mới được lên sóng chính thức, nhưng các đoạn fan cam thì đã được fan đăng tải và nhận được không ít sự chú ý từ cư dân mạng. Tự động phát sau 3 current time 0 giờ, duration 0 giờ 29, auto 1080p, 720p, 480p, 360p, 240p, 144 photo fan cam Blackpink biểu diễn Forever Young tại Good Morning America, 0 giờ 0 phút 29 giây fan cam Blackpink biểu diễn Forever Young tại Johan and Sarah GIF. Còn ở video chính thức của Deduzu Deduzu trên Good Morning America, người hâm mộ có thể nghe rõ tiếng hò reo không ngớt dành cho Blackpink. Tự động phát sau 3 current time 0 giờ, duration 3 giờ 36, auto 360p, 240p, 144 photo Deduzu Deduzu Blackpink, Good Morning America, 0 giờ 3 phút 36 giây, Deduzu Deduzu Blackpink, Good Morning America. Mặc dù Blackpink chỉ mới chào sân ở Mỹ chưa đầy 2 ngày, nhưng những gì diễn ra trong trường quay Good Morning America đã khiến nhiều người bất ngờ. Đông đảo khán giả đã hò reo, cổ vũ vô cùng nồng nhiệt hay thậm chí là hát theo át cả tiếng của nhóm. Khi xem đoạn video, một số cư dân mạng bình luận rằng họ không thể nghe thấy tiếng hát của Blackpink vì tiếng hò hét quá to. Có thể nói rằng mức độ quan tâm mà khán giả dành cho girl group 4 thành viên ở Mỹ đang vượt ngoài sự mong đợi ban đầu. Các hashtag về việc Blackpink xuất hiện trên Good Morning America tiếp tục lọt top xu hướng toàn thế giới trên Twitter. Một số hình ảnh của Blackpink trong quá trình ghi hình cho Good Morning America và Johan and Sarah, nguồn tham khảo A+IZZYAOSA216.